Xin chào. Hôm nay mâm cơm gia đình của mình hôm nay mình sẽ làm một món canh cải ngọt nấu với nấm rơm với đậu hũ. Đây là cải ngọt cắt ra, rửa cho sạch. Cải ngọt, hành lá, nấm rơm, đậu hũ. Mình sẽ nấu với đậu hũ chiên. Đây là 2 miếng đậu hũ chiên. Cải rửa thật là sạch. Mình có khi mình rửa cải vài ba lần, rửa một lần. Mình cắt cải ra xong rồi mình rửa rồi mình cắt thửa, mình hả cắt nhỏ ra. Đây là cái khâu tiếp theo, cắt cải nhỏ ra. Bởi vì mâm cơm chay của mình thì đơn giản là mỗi ngày mình sẽ đổi một món. Có khi thì mình sẽ nấu canh, có khi mình xào canh cải, canh bầu, canh bí, canh chua, canh cải ngọt, canh cải bẹ xanh, canh cải bẹ dúng. Hôm nay là món canh cải ngọt, ăn với sườn non muối chiên. Ăn chay thì không có nhiều dinh dưỡng, nhưng mà nhờ rau củ quả mỗi ngày mình thay đổi món ăn như vậy thì nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình mình. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ làm cho đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Ở trong món canh cải thì mình sẽ nấu với nấm rơm, đậu hũ. Rồi, cải mình đã sắt xong, sơ chế xong. Mình rửa cho sạch. Đây là mình sẽ rửa là lần 2 rồi. Mình rửa rất là nhiều lần cho nó an toàn. Hôm nay là món canh cải là nấm. Thường mình hay thích mua nấm mê cô hơn. Bởi vì nấm mê cô là nấm búp á, nấu canh nó sẽ rất là ngọt. Cái nấm nó cũng béo nữa, rất là ngon. Và đây là đậu hũ. Hôm nay mình sẽ nấu với đậu hũ chiên. Thỉnh thoảng mình đổi khẩu vị. Tại vì thường mình hay nấu với đậu hũ luộc, nhưng mà hôm nay là mình sẽ nấu với đậu hũ chiên. Miếng đậu hũ chiên sơ rồi nó vàng bên ngoài rồi, mình nấu canh cũng rất là ngon. Rồi, đây là khâu chuẩn bị đã xong. Và trước tiên mình sẽ cho đậu hũ và nấm vô nồi nước luôn. Một lượt với nước. Và như thế này thì mình chỉ đợi cho nước nó sôi lên. Rồi khâu cuối cùng là mình sẽ nêm nếm. Một muỗng nhỏ muối bạc liêu. Một muỗng ăn canh hạt nêm. Hạt nêm nấm hương mình hay sử dụng hàng ngày đó các bạn. Một muỗng nhỏ bột ngọt. Rồi cuối cùng mình chỉ để một chút xíu đường thôi, dằn lại. Và đậy nắp lại rồi đợi nước nó sôi. Xin lỗi, không cẩn thận. Đậy nắp lại nước, đợi nước sôi. Giỏi, tạm biệt con. Tạm biệt hai con.
Và đây là một món đậu hũ cộng tươi. Hôm nay có thể là món canh của mình sẽ ăn cùng với đậu hũ cộng. Mình cắt ra như vậy rồi xong rồi mình ướp. Ướp gia vị, ướp hạt nêm, tiêu, bột ngọt. Nó cũng là một món muối chiên, nhưng mà bằng đậu hũ cộng tươi. Nó vừa giòn vừa xốp mà vừa rất là mềm dễ ăn. Thì cũng là một món ăn bổ dưỡng, bởi vì cái đậu hũ cộng tươi này nấu từ đậu nành. Nó là một loại tươi cho nên nó cũng rất là dinh dưỡng cho người ăn chay mình. Thì hôm nay mình sẽ chế biến cái món sườn non muối chiên cùng với lại đậu hũ cộng tươi muối chiên. Là khi mình muối chiên, đây là món sườn mình đang ngâm. Mình vẽ ra nó ngấm nước rất là nhanh. Nhìn thấy không các bạn? Khi mình vẽ cái miếng sườn ra nó ngấm nước rất là nhanh. Nếu mà cái món ăn này mình làm mình muốn cho nó mau lẹ thì mình nên vẽ ra. Mình vẽ ra nó sẽ rất là nhanh. Ngâm nó không có bờ, phải mất thời gian nhiều. Bây giờ mình sơ chế cái đậu hũ cộng non này xong thì mình sẽ ướp. Cắt ra vừa miếng ăn như thế này để mình chiên lên nó rất là vừa ăn. Mình để nó dài quá thì mình sẽ khó ăn, khó chiên nữa. Cho nên mình sơ chế cho nó gọn lại như thế này thì mình chiên nó dễ mà nó lại dễ ăn nữa. Lên mâm cơm nó cũng bắt mắt, gọn gàng mà nhanh. Một món đậu hũ cộng tươi chiên như thế này thì cung cấp rất là nhiều chất đạm cho mình, cho những người ăn chay của chúng ta. Mình tới tiệm mình mua, mình gọi là đậu hũ cộng tươi. Rồi mình ướp nha, bắt đầu ướp. Ở đây mình sẽ ướp một ít hạt nêm. Thường mình hay sử dụng hạt nêm trong món ăn của gia đình mình. Một muỗng ăn canh thôi, mình không muốn làm cho nó mặn nhiều. Nếu mà ai thích ăn hơi mặn một chút ở dưới món canh thì... Rồi một muỗng bột ngọt, không hết. Một muỗng tiêu. Rồi trộn cho đều lên. Mình để khoảng chừng 10 phút, 5 phút gì đó cho nó tan cái đồ nêm của mình ra. Có khi mình không gấp thì mình không nên chiên liền. Để cho đậu hũ nó ngấm. Để cho đậu hũ nó ngấm hạt nêm với bột ngọt. Rồi, đậy lại. Như vậy là cái món đậu hũ cộng tươi mình ướp xong, mình cho chảo lên bếp. Chảo nóng mình sẽ để vào chiên. Cái đậu hũ cộng tươi chiên giòn này thì chiên nó hơi lâu hơn đậu hũ khô, nhưng mà mình ướp gia vị nó thấm nhanh hơn. Cho nên mình chiên. Giả lại nó là cái món tươi cho nên ăn cũng rất là ngon, béo. Rồi cái nồi canh của mình, canh cải ngọt nó đã sôi lên. Mình cho cải vào. Ở trong đây canh của mình nó có nấm rơm, đậu hũ chiên. Và nó đã sôi lên đều thì mình sẽ cho cải vô. Cho cải lên mình sẽ nhắn cải nó chìm xuống cho nó đều. Và chỉ cần đậy nắp lại là đợi cho nó sôi trở lại thì mình sẽ nhấc bếp. Nồi canh cải cho bữa cơm chay gia đình mình thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là bổ dưỡng đó các bạn. Rồi đậy nắp lại để mình đợi cho nó sôi trở lại.
Trong khi chờ đợi cái nồi canh mình nó sôi thì mình sẽ lấy đậu hũ chiên cộng chiên giòn ra. Rồi nó vàng rất là ngon phải không? Mình sẽ kéo lên đây cho dầu nó chảy xuống, nó giảm bớt dầu, mình sẽ vớt ra. Wow, rất là ngon. Trong đây mình đã ướp rất là vừa ăn. Khi mình chiên nó giòn lên rồi là một món ăn muối chiên cùng với cái tô canh cải ngọt của mình. Và đây là sườn non. Sườn non hồi nãy mình đã nói là mình ngâm xong rồi, mình cũng đã xé ra ướp. Hạt nếm hương, bột ngọt, tiêu, mình cũng ướp gia vị y như là mình ướp đậu hũ cộng vậy đó. Rồi, nồi canh cải ngọt của mình nó đã sôi lên trở lại. Và nó bắt đầu nó đã chín. Mình cho hành lá vô. Cho hành lá xong rồi thì tắt bếp. Rồi, như vậy là cái món sườn non muối chiên của mình nó cũng đã vàng tới. Như vậy là đã xong, tắt bếp. Mình cũng sẽ kéo đậu hũ lên trên cao để cho nó chảy dầu xuống. Thì dầu nó chảy ngược trở xuống. Rồi mình hãy vớt ra. Rồi, hôm nay bữa cơm gia đình Kỳ Duyên của mình ở đây nó có một mâm cơm gồm có hai món chính là đậu hũ sườn non muối chiên. Sườn non muối chiên. Và một món nữa là canh cải ngọt nấu với nấm rơm và đậu hũ. Mình cho canh ra tô nha. Quá ngon. Ở trong cái canh cải này, cái nước nấm nó ra làm cho cái hương vị của cải ngọt nó rất là ngọt nước và hấp dẫn. Thì cái bữa cơm chay gia đình của Kỳ Duyên của mình ngày hôm nay gồm có món canh cải nấu với đậu hũ và nấm rơm và sườn non muối chiên, đậu hũ cộng muối chiên. Thì đây là một bữa cơm rất là đơn giản nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn chay của gia đình chúng ta. Chúc các bạn một bữa cơm ngon lành, ngon miệng, thân tâm an lạc.